phước hạnh. Trẻ sơ sinh Môsê. Trẻ sơ sinh Môsê được cứu khỏi bản án tử của Pharao. Một tân vương Pharao lên trị vì Ai Cập, nơi dân Israel đang cư ngụ. Khi thấy dân Israel ngày càng đông, ông lo sợ sức mạnh của họ. Ông cảnh báo người Ai Cập rằng nếu chiến tranh nổ ra, dân Israel về phe quân thù và ra khỏi Ai Cập. Vì thế người Ai Cập bắt dân Israel làm nô lệ. Các chủ nô hà khắc bắt người Israel xây các thành Bithom và Ramses. Nhưng dù bị ngược đãi, dân Israel ngày càng mạnh và đông hơn, nên người Ai Cập trở nên tàn bạo và bắt họ làm việc cực nhọc hơn. Hai nữ hộ sinh tên là Sipra và Pua giúp các phụ nữ Israel sinh con. Pharaoh triệu họ vào cung và ra lệnh nếu có phụ nữ Do Thái nào sinh con trai thì phải giết đứa bé, nếu là con gái thì để cho sống. Nhưng các nữ hộ sinh vâng lệnh Thiên Chúa hơn vâng lệnh Pharaoh. Họ để các bé trai sống. Pharaoh hỏi tại sao họ để các bé trai sống. Họ lấy lý do là các phụ nữ Do Thái sinh con trước khi họ kịp đến. Vì thế Pharaoh ra lệnh ném tất cả các con trai sơ sinh của người Do Thái xuống sông Nin. Khi hai vợ chồng Do Thái thuộc chi họ Levi sinh một bé trai, họ giấu đứa bé trong 3 tháng không cho người Ai Cập biết. Nhưng khi đứa bé lớn lên thì khó giấu hơn. Vì thế mẹ nó tìm cách che giấu nó. Bà lấy một cái giỏ bằng cối rồi lấy nhựa thun trát kín để nó có thể nổi trên mặt nước. Bà đặt đứa bé vào giỏ rồi đem đến sông Nin. Miram con gái bà cũng đi giúp bà. Bà giấu cái giỏ trong bụi cây bên bờ sông. Miram đứng cạnh đứa bé từ đằng xa. Bây giờ công chúa của Pharaoh đến sông tắm. Nàng nhìn thấy cái giỏ và bảo người hầu đến lấy. Khi mở giỏ ra và thấy đứa bé khóc trong đó, nàng thấy thương hại nó. Đây là một đứa bé Do Thái, nàng nói. Miriam đang canh chừng, liền chạy đến nói với công chúa: xin để con đi tìm một phụ nữ Do Thái nuôi đứa bé cho công chúa nhé. Được, công chúa trả lời. Miriam chạy lại kiếm mẹ nó. Hãy chăm sóc đứa bé này cho ta sẽ trả công cho ngươi, công chúa nói. Bà mẹ chăm sóc đứa bé cho đến khi nó đủ lớn và đem đến cho công chúa nuôi nó làm con. Công chúa đặt tên đứa bé là Môsê. Tiếng Ai Cập có nghĩa là được vớt lên. Ta đã vớt nó lên từ nước, nàng kể cho mọi người nghe.